Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh Trailer PT Nhật Đức nhé. Hôm nay mình lại review cho anh em một trong những cái bọc vô lăng một vừa mới về. Đấy, thời gian vừa qua thì rất nhiều anh em hỏi mình cái size 38, một trong những cái màu mà nói chung là mình nói luôn là cái bọc vô lăng này nó rất nhiều màu. Thì nên thành ra là nó tùy thuộc theo mắt đẹp của mỗi người và theo cá tính riêng của mỗi người. Đấy thì hôm nay thì mình đã đáp ứng theo nhu cầu số đông thôi. Còn mình cũng đặt rất là nhiều màu rồi, nhưng là đôi khi bên Hàn họ không về theo cái ý muốn của chúng ta, mà sẽ có một số màu đặc biệt mà anh em thích, nhất là cái màu này. Thì thời gian vừa qua rất nhiều anh em hỏi mình cái màu này. Đây, nó là hột đen và chì đỏ. Đấy, một trong những cái màu mà rất nhiều anh em hỏi. Thì hôm nay thì mình xin phép là bóc cái này ra. Đấy, anh em nào mà có dùng cái bọc này thì đừng bảo mình là bọc cũ nha, nó là mới 100% luôn này. Đấy, điều đầu tiên trước khi bọc lại thì mình nói lại với anh em một lần nữa, đó chính là cái hàng này 100% hàng handmade, hàng làm đan thủ công bằng tay. Đấy, thủ công bằng tay. Thứ hai nữa là hàng xịn 100% của Hàn Quốc. Đây anh em nhìn Made in Korea đây, mã vạch đây. Chứ còn nếu mà là của Trung Quốc ấy thì bên mình sẽ không làm. Đấy, và trên thị trường hiện tại mình nói các bác là cái dòng sản phẩm này rất là hot, thế nên thành ra bộ tàu là có rồi. Đấy, tàu thì giá thành rất là rẻ, rất là rẻ. Đấy, không, chú chờ đấy, cháu vào đấy đi, chú cầm cháu vào đấy đi hả? Chú cầm đấy cho cháu đi, không có cháu gái thôi, không có hàng mai đấy. Thì anh em gì cho mình nhá. Đấy, thứ hai là bắt đầu lại là câu chuyện sau khi các bác thì mình lại đang tập trung bán hàng một tí. Nó lại có lại chủ đề đấy. Thứ nhất là mình lại giới thiệu lại cái bọc này, nó là bọc handmade 100% đan thủ công bằng tay đấy của người thợ Hàn Quốc, cộng với cái thứ hai nó là hàng xịn 100% Hàn Quốc. Đây các bác nhìn lại đây, đấy, các bác nhìn lại này, đây toàn bộ thông số rồi nhà sản xuất người ta còn đề cả website địa chỉ cơ. Thế nên là anh em có thể truy cập vào trang web người ta để thăm theo dõi xem đúng hàng xịn hay không. Đấy, còn cái này trên thị hàng tàu có rất là nhiều rồi. Đấy, còn mình nói luôn là kể cả mình có review như thế này, anh em không tin anh em có thể về kiểm chứng ở các diễn đàn chơi xe xem đây có phải hàng xịn không. Nếu không hàng xịn thì bên mình sẵn sàng là để một gấp 10 cái sản phẩm anh em đang mua. Đấy, sản phẩm anh em đang mua nhá. Đấy, sau đây thì mình sẽ bóc ra cái màu mới về. Đây, một trong những cái màu mà đợt trước thì rất nhiều anh em hỏi mình, đó chính là hột đen và chì đỏ. Đấy, hột đen chì đỏ anh em nhá. Đấy, anh em nhìn là hột đen chì đỏ này. Đấy, cái hột gươm này ấy thì rất nhiều những người thợ của Việt Nam cũng ý định là ăn cắp cái sản phẩm và đan như thế này, đan lại như này, nhưng riêng hột này mua ở Việt Nam không có các bác nhá. Cái hột hình bán nguyệt như này, hình nhiều khắc khắc như này thì mua ở Việt Nam không hề có. Đấy, thế nên anh em phải lưu ý là hàng tàu có rồi. Thì anh em khi mua nhớ là mua ở những nơi uy tín và mua ở những cái cửa hàng có thương hiệu, không là anh em sẽ phải dính đạn với hàng tàu, vì hàng tàu bây giờ nó rất là rẻ, nó trà trộn vào các kinh khủng luôn. Đấy, bên mình hôm nay về được 3 màu tất cả nhá anh em nhá. Size 38 lắp cho Hyundai H150, H100, rồi là X8, rồi là K250, K200, rồi cũng như tất cả các dòng xe con nào mà có cái size tầm 38 thì xe con thì các bác cứ đo từ bên nọ sang bên kia. Đấy, đây nhá, để mà được bọc răng vừa mà vừa ấy thì anh em cứ đo cho mình như này. Đây, ví dụ như hôm nay mình sẽ lấy cái thước nhà mình ra. Cái thước đâu chứ nhỉ? Đây, hôm nay mình sẽ lấy cái thước nhá, mình sẽ đo thử cho anh em, mà từ sau anh em mua bọc vô lăng anh em phải đo đúng như thế thì sẽ tránh tình trạng anh em bị nhầm. Đấy, ví dụ nha, đây là bọc vô lăng của Hyundai HD nha các bác nhá, HD từ HD65H lên đến Lưu Mighty 110S thì nó vẫn thế thôi. Thì anh em đo như này này, đây anh em đo kéo từ bề ngang kéo sang 40 như thế này. Đấy, sang 40 như thế này, đó là 40. Thì anh em đọc về cái người bán hàng ấy là cái vô lăng của tôi là 40 thì anh em sẽ phải vừa với cái size là 41. Đấy, vì chúng ta sẽ có khoảng cách 1 phân hoặc 2 phân nó sẽ giãn ra. Đấy, ví dụ đây là cái bọc vô lăng, cái vô lăng của Hyundai 1 tấn đời 97 đến 2000 đến 2006 của Bắc Việt. Thì anh em tính đo như mình như thế này. Đây là size 38. Đấy, thì nó sẽ vừa luôn với cái size 38 mà mình đang bày trước mặt anh em, một gần 10 cái bọc vô lăng đây. Đấy, nó sẽ là 38. Đấy nha anh em nhá. Thì anh em cứ tính chu vi, ví dụ nhà cái bọc vô lăng của anh em là 40 thì anh em phải lắp 41 và 42 là cũng vừa. Anh em vô lăng 38 thì lắp 48, 38 cũng được, không sao. Nếu 38 lắp 38 cũng được, không sao hết, thì nó giãn ra là vừa. Thì 1 2 phân thì nó ok. Nhưng mà nếu mà 40 mà anh em lắp dụ như là 43 thì nó sẽ bị to quá, chỉ có lắp 41 và 42. Đấy, anh em lưu ý nhá. Hoặc là số lai sai vô lăng của anh em ấy là sai 45 thì anh em chỉ lắp được tầm khoảng 46 47 thôi. Nếu 48 thì nó sẽ bị to quá. Nó chỉ chênh nhau tầm 2 phân thôi anh em có thể ra vào được. Đấy, đấy là cái mà mình đã bán rất nhiều bọc vô lăng hột cườm rồi, mình chia sẻ với anh em.
để anh em mua, thứ nhất là không bị rộng và thứ hai là mua cho nó đúng, đỡ mất công anh em giả lại để làm anh em vừa mất cái cảm hứng chơi xe và vừa mất cái cảm hứng gọi là cầm bọc vô lăng. Đấy thì tất cả chúng ta đều biết là khi mua một sản phẩm chúng ta rất háo hức về đón chờ sản phẩm đó, mà nhất là những cái sản phẩm đắt tiền và những sản phẩm được gọi đẹp và anh em yêu chuộng cũng như là hot trên thị trường thì cực kỳ là háo hức luôn. Đấy, không biết các bác như nào chứ đối với bản thân em đi mua những món đồ em rất háo hức luôn, mà cái háo hức đấy thì phải nói là rất thích. Vì sao? Vì mình có tiền, mình sẽ có cái trải nghiệm, cái trải nghiệm đó. Đấy, cái trải nghiệm của người có tiền mua đồ háo hức lắm các bạn. Em mua đồ cái gì em háo hức lắm, bộ nhà các bác mua của em cũng lại mua của người khác, đó là cái chuyện đương nhiên của quy luật cuộc sống thôi. Đấy, còn những món đồ em đặt trên mạng về em cũng mua của anh em trên mạng về và em cũng rất háo hức để cắm đợi chờ đến món đồ đó. Còn anh em rất là vui, gọi điện cho em liên tục luôn, cứ tầm một ngày em mua hàng về đến nhà anh chưa. Thật sự ra mình cũng rất là cảm ơn, nhưng mà đôi khi mình cũng rất là đau đầu. Thật sự ra thì mình cũng muốn cái hàng nó về nhanh chóng lắm, nhưng mà đôi khi thì các bạn biết đấy, quá trình vận chuyển ấy, thì nó sẽ mất đến tầm khoảng, ví dụ như các bạn ở xa thì nó sẽ mất tầm khoảng 3 đến 4 ngày. Anh em ở gần thì chỉ 1 ngày hoặc 1 ngày rưỡi thôi là sẽ có nhận được. Nhưng mà trong cái ngày đấy thì các bạn ship nó sẽ ra bằng trưa, sáng, chiều, tối tùy theo cái món hàng. Ví dụ bé người ta ra buổi sáng, cái to to một tí người ta buổi trưa, còn đã lặng trịch nữa thì người ta ra buổi tối, vì buổi tối người ta sẽ có xe to đi chở, chơi xe chuyên dụng người ta đi chở ra hàng. Đấy, thế nên anh em qua đây tâm sự một chút với anh em thôi, để cho anh em thông cảm với mình là mình cũng muốn hàng người ta anh em sớm nhất có thể. Nhưng mà vì quá trình vận chuyển, rồi quá trình người ta phân công đi phá đi phát thì có thể bạn đi phá lại chọn cái nhỏ giao trước, cái to giao sau. Nên anh em cứ yên tâm là hàng sẽ về đến tay anh em sớm nhất và ngon lành nhất. Đấy, anh em nhà mình có một bán hàng từ trước nay vẫn như thế thôi. Anh em cứ nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như cái gì mình úp lên video như này cho anh em. Anh em trả tiền thoải mái luôn. Còn có vấn đề thì trục trặc anh em cứ phản hồi theo số điện thoại là 0978823083, 0978823038 và 0243 8616426. Đấy, nhà mình dùng duy nhất 3 số điện thoại này. Anh em có việc cứ việc phản hồi nhá. Đấy thì hôm nay quay lại chủ đề một chút là mình về ba cái sản phẩm. Đây, sản phẩm đầu tiên là sản phẩm đó chính là cái bọc vô lăng hột cườm, hột đỏ chỉ, hột đen chỉ đỏ, đấy size 38. Đấy, hôm nay thì mình đa số mình về cái size 38 anh em nhá. Còn size 41 cả size 45 thì nhà mình vẫn còn một lượng hàng ở cửa hàng, thành ra mình không về. Đấy, hôm nay lại là tiếp tục đây, lại tiếp tục về cái màu hot này các bác nhá. Đó chính là bằng hai màu là đen đỏ và chỉ đỏ. Đấy, đen đỏ và chỉ đỏ rất là đẹp đấy. Tất cả mình nói với anh em là anh em xem qua video thôi, nhưng mà anh em cầm hiện tại trên tay ngoài đời thì anh em không chê được đâu. Vì mình phải nói là nhà sản xuất người ta đã thiết kế ra rồi thì không thể chê được. Thứ nhất là Hàn Quốc, một trong những cái nền công nghiệp rất là phát triển, và thứ hai là cái con mắt thẩm mỹ của người ta cực kỳ là cao. Anh em phải hiểu cực kỳ là cao nhá. Đấy, với gu thời trang người ta, mình nói thật với các bác là ở Việt Nam mình thì không thể bị Hàn Quốc ở đâu. Cái gu thẩm mỹ của người ta thì gần như là đi đầu so với những một số những cái thời trang các bạn đấy. Các bác cũng biết là các bác ở đây, các bác lớn tuổi không biết, nhưng mà một số anh em trẻ các bác biết đấy, những cái K-pop chẳng hạn, ăn mặc rất là nhố nhăng, nhưng mà nó lại là cái xu hướng của giới trẻ toàn cầu đấy. Hay là những cái bài hát mà có thể chúng ta không ngầm thụ được, nhưng mà Hàn Quốc có hát những cái bài mà nói là tự nhiên là Rang Nam Sai, các bác biết đấy, cái thời gian hai mươi mấy nó gần như là điên đảo thị trường giới trẻ nhạc Rang Nam Sai, đúng không ạ? Đi đâu ngựa ào pào pà, đúng không ạ? Đấy, các bác biết Hàn Quốc thì người ta không bao giờ là lỗi mốt đâu, và con mắt của người ta thì cực kỳ là tầm ảnh hưởng kỹ thuật là vãi vĩ đại đấy các bác. Đấy, thế nên anh em cứ yên tâm là khi các bác cầm đến thì các bác không phải chê được đâu. Đấy, cái màu này nó là màu đen đỏ quả trắng các bác nhá. Đấy, thì hôm nay thì mình về được tất cả là một ít sản phẩm bọc vô lăng hột cườm. Thì mong rằng mình nhận được sự ủng hộ của anh em và cũng như là nhiệt tình của anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều đến với Phụ Tùng Ô Nhật Đức. Hẹn gặp lại các bác ở sản phẩm tiếp theo trong chuỗi hàng nghìn sản phẩm của Phụ Tùng Ô Nhật Đức. Thank you và hẹn gặp lại các bác.